báo mũi cấy mở trung bì là một dịch vụ rất là hot. Và mọi người đừng bỏ lỡ bộ video này. Đây là bộ video online về những cái cách mà tháo mũi cấy mở trung bì như thế nào, và làm sao để được đưa mở trung bì vào sống mũi, và làm sao để xử lý mũi viêm sau khi nặng mũi. Đây là những bí mật mà quý anh chị bác sĩ, ai mà có chưa biết thì hãy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Ly có 3 bộ video. Bộ video thứ nhất là trường hợp tháo mũi cấu trúc bằng phương pháp mổ kim lấy trục mũi ra và đưa trung bì mở vào sống mũi. Đây là một kỹ thuật rất là tuyệt vời. Nó giúp bảo tồn cho trục mũi của khách hàng không bị mổ hở và vẫn giữ được nguyên cái giác mũi của khách hàng và đưa nó về trạng thái ban đầu. Và bộ video thứ hai đó chính là bộ video tháo mũi cấu trúc cũng là phương pháp mổ kim và đưa sống mũi trung bì vào và lấy silicone ra. Và bộ video thứ ba là rất là đặc biệt nữa. Một bộ video là xử lý mũi viêm, mũi bị viêm và xử lý cấy mở trung bì bằng phương pháp mổ kín và lấy sụn silicone L ra và cấy mở trung bì vào để bảo toàn sống mũi và kết quả sau một thời gian. Và ba bộ video này chỉ dành cho những ai đăng ký nhanh nhất. Nếu như một người không đăng ký nhanh thì Lay sẽ đóng nó lại và một người sẽ không bao giờ nhận được nó nữa. Hãy nhắn tin ngay cho Lay để sở hữu và nhận được bộ video này.